Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Robot ơi! Robot à! Robot! Trời ơi là trời, cái ông Robot này đi đâu từ sáng đến giờ không thấy đâu hết các bạn ơi. Rõ ràng hồi sáng này Robot nói với mình là Phong ơi, ông ở nhà đi, để tôi vô rừng tôi kiếm gọi là một ít trái cây gì đó đem về nhà hai đứa mình cùng ăn. Vậy mà rốt cuộc đi đâu từ sáng đến giờ không thấy vậy ta? Robot ơi, Robot! Trời ơi, thời luôn á, có khi nào ổng đi lạc vào trong rừng xong rồi bị sư tử ăn thịt đúng không bạn? Ê, nhưng mà ông Robot này ổng ăn thịt con sư tử luôn chứ sư tử nào mà ăn thịt được ổng trời. Ơi, ngươi có thấy Robot đâu không voi? Hình như con voi này không biết nói chuyện. Ừ. Ok, Robot ơi, ông đang ở đâu vậy? Ủa? Trời ơi, làm cái gì mà từ nãy giờ gọi không chịu trả lời trời, cuối cùng đứng ở bên chỗ này. Ê Robot, ông làm gì ở chỗ này nãy giờ vậy? Hả? Phong ơi, trời đất ơi, tôi mới kiếm được cái chỗ này hay lắm nè, ông tới đây coi thử đi. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì đâu mà gì đâu mà quá trời kim cương vậy Robot. Ơi, ông đừng có nói với tôi là ông có phép thuật biến được kim cương nha. Trời đất ơi, tôi là siêu nhân chứ không phải là phù thủy đâu mà biết cách rồi là biến ra được kim cương không nội? Ủa vậy chứ kim cương này của ai mà nhiều quá vậy? Hả? Trời ơi, đó mới là cái điều mà tôi đang thắc mắc nãy giờ nè. Trời đất ơi, tự nhiên hồi sáng nay nha, đang định đi gọi là hái trái cây, vậy mà tự nhiên vô tình kiếm được một cái khu gọi là đầy kim cương này luôn, mà hồi nãy giờ tôi chờ ông tới đây á để chúng ta cùng nhau đào đó. Ôi đảo quá. Trời, tôi nhìn cái đống kim cương này tôi mê luôn á Robot ơi. Thời kỳ này là anh em một mình giàu rồi, không cần phải đi phiêu lưu nữa, chúng ta có thể lấy kim cương này đi mua cá sơi đồ ăn, trời ơi thoải mái luôn Robot ơi. Đúng, trời đất ơi. Vậy bây giờ bọn mình đào đi chứ hả? Đây, tôi bị sẵn trong một cái cây cúp kim cương để chúng ta có thể cùng nhau mà đào kim cương nè. Hay quá Robot ơi, ok đào luôn nào. Trời ơi, kim cương nhiều quá. Nhưng mà wow, kim cương quá trời luôn. Robot ơi, Robot. Từ, để xíu coi. Để tôi xíu. Ủa, khoan, hình như là tôi nghe có cái mùi gì ở trong cái viên kim cương nè Robot đi. Khịt. Ủa mùi gì? Từ đâu để tôi gửi thử coi. Ê, cái mùi này mà nó thơm thơm nha, cái mùi này thơm thơm mà nó kiểu cũng hơi thú đuối. Ủa, cái mùi này là sao một cái mùi gì đó mà kim tôi tự nhiên thấy nó à. Ê, cái gì? Ê, Robot đâu bị gì vậy? Ủa, cái gì mà sao tự nhiên đang nói chuyện tự nhiên té xỉu luôn trời Robot. Ê, nhưng mà khoan, sao mà tự nhiên mình cũng nhức đầu vậy ta? Ôi, bình tĩnh lại, chắc là không sao đâu. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Ủa cái gì vậy? Ủa khoan, ủa chỗ này là chỗ nào đây? Ủa, ôi Robot, Robot có dịch xè ra hai cái cánh. Robot ơi, tỉnh dậy. Mạc. Tỉnh dậy, trời ơi. Ủa gì vậy? Ờ, tôi đang ngủ, ông làm gì vậy em nội? Ủa trời ơi, giờ này còn ngủ gì nữa, Robot ơi, bọn mình đang ở đâu vậy? Ông lại sử dụng thêm phép thuật gì nữa, ông biến bọn mình vô trong chỗ nào vậy? Hả? Ơi, chỗ này là trời ơi. Ủa, mình đang đâu vậy Phong? Ai mà biết được, bản thân tôi còn không biết tôi đang ở chỗ nào mà. Ủa sao suốt ngày tụi mình cứ bị gọi là phiêu du tới mấy cái chỗ nào không á Phong ơi? Trời ơi. Ủa gì kỳ vậy ta? Ơi Robot, có khi nào bọn mình lại tiếp tục bị bắt vào trong một cái nhà tù nào nữa được đúng không? Tôi thấy cái này nhìn giống cái nhà tù lắm á Robot ơi. Khoan nha, hồi nãy á là tôi nhớ là tụi mình đang gọi là đào kim cương nè, mà cái kim cương đó có cái mùi nó hơi kỳ kỳ. Cái sau đó tiện tôi xỉu luôn thì giải. Ừ, tôi cũng vậy, tôi xỉu theo ông luôn á. Nhưng mà tôi thích Robot ơi, trời ơi, cái nhà tù này đào kim cương trong này Robot ơi. Trời ơi, kỳ này là bọn mình giàu rồi. Ê, nhưng mà khoan, nhà tù này nhiều kim cương thiệt á, nhưng mà bây giờ bọn mình không thoát được ra ngoài thì bọn mình cũng đâu có xài kim cương được. Giờ phải làm sao? Ai mà biết được, bây giờ phải làm sao, ai mà biết được, bản thân tôi còn không biết phải làm sao nè. Ê, mà khoan, từ, chắc chắn nhà tù nào cũng sẽ có cửa để chúng ta thoát ra ngoài, để tôi xem thử coi. Đúng vậy. Robot, bên này nè. Tôi thấy ở chỗ này có rất là nhiều cánh cửa. Hình như chúng ta chỉ cần vượt qua những cánh cửa này là chúng ta sẽ ra ngoài được á Robot ơi. À, số cà. Yên tâm đi Phong ơi, dâm ba mấy cái thử thách này. Ông quên mất là chúng ta là siêu anh hùng hả? Không có chuyện gì khó mà chúng ta có thể nào mà gọi là gặp khó khăn được, ông hiểu không? Chuyện gì cũng có thể giải quyết. À, nhưng mà ở bên kia tôi thấy có mấy cái con chó sói to đùng luôn kìa, mình qua bên đó là nó ăn thịt bọn mình luôn á Robot. Giờ sao? Trời, nhìn mặt nó dễ thương mà, yên tâm đi, nó không làm gì tụi mình đâu, yên tâm. Vậy thì đâu, ông thử đi qua đó thử xem. Đâu, để tôi nha, tôi qua tôi coi làm mẫu cho ông coi nè, chuẩn bị nha. Ok. 1, 2, 3, woo. Hey, what's up babe bro? Hey, what's up? Ai da, ai, bà con ơi. Cái gì vậy, đóng lại. Ôi trời ơi,
nó đầu trắng không kìa, giống đó này. Đó thấy không, tôi nói rồi mà. Nó cắn đau rồi, nó cắn đau quá. Trời ơi. Tôi nói rồi, cái con này là chó sói, là nó không có hiền, giống như là mấy cái con mà gọi là hết kỳ đúng không? Mấy con kỳ hết kỳ đúng rồi, chó hết kỳ đúng rồi. Nó không hiền giống như là mấy con chó hết kỳ, mấy con chó ngáo rồi đâu. Nó hung dữ lắm luôn á. Bây giờ như thế này đi. Ông đưa tôi hộp sữa vô mod để tôi biến hình, để tôi tiêu diệt bọn nó rồi chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài. Nhanh lên. Đúng rồi, đây tôi có hộp sữa này, đây ông cầm lấy. Đây. Rồi ok. Hơi. Nhầm. Và siêu nhân vô mod biến hình. Một cảm giác thật vô mod. Chiêu. Được rồi, Yomod ơi, tôi đã biến thành siêu nhân Yomod, siêu sức mạnh, siêu đỉnh cao, siêu đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft rồi nè. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi qua kia tiêu diệt mấy con chó sói để thoát ra ngoài nào, Yomod. Đi thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi thôi. Let's go. Rồi ok, bây giờ nè, tôi sẽ sử dụng kiếm Yomod nè, ông cũng sử dụng thêm một cái kiếm nữa đi. Hôm bữa hình như tôi nhớ là ông lượm được mấy cây kiếm của cái gì ta, quái vật nhện hay sao á, ông dùng mấy cây kiếm đó để quấn phụ tôi, hiểu không? Đúng rồi, hôm bữa tôi giặt được nhiều lắm. Đây. Được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên nào. Ai? Này thì ơi, sao nhìn nó giống mấy con bé mưa của Simmy quá. Nhưng mà không sao. Đúng rồi. Mày. Nó còn mặc giáp kim cương nữa kìa bạn ơi. Đúng rồi, nó còn mặc áo giáp kim cương nữa. Trời ơi, chó sói mà còn mặc giáp kim cương nữa. Con này hơi bị ghê nha. Trời chơi chơi cứng cái trời, chơi cứng quá vậy. Trời ơi, mày. Ở mod phụ. Cái con này khỏe quá. Ok. Nè bây giờ tôi nói với Yomod, tôi với ông hai người quýnh chung một con đi. Như vậy nó sẽ nhanh hơn, Yomod hiểu không? Ôi, cái kiếm này của tôi là có thể làm cho nó đóng băng nè. Ôi ghê, xịn. Vip. Ok. Này. Rồi còn bên này nè. Mày chó sói nè. Chó sói nè. Hai vụ. Này thì bé mưa. Bé mưa nè, này thì bé mưa nè. Rồi một con mày ơi. Còn một con thôi, làm thịt nó luôn nào. Dạ. Mày. Dám bắt nạt hả? Dám bắt nạt chưa đồng nè. Ôi trời ơi, con này dữ quá. Vô mod ơi. Nó không có giống như mấy con chó hiền ở nhà mình hay nuôi. Nó là chó sói cho nên nó dữ quá. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài thôi. Nhanh lên. Qua tầng tiếp theo rồi. Ôi vậy. Ôi mod, cái chân. Ồ, cái gì vậy? Lava không vậy trời? Oh my god. Nguy hiểm quá à. Ê mà cái chỗ này làm sao qua vậy trời? Cái gì vậy? Ừ ha, cái chỗ này làm cách nào để mình đi qua được bây giờ trời? Toàn là lava thôi. Ở Yomod, có khi nào đây là lava giả không? Ông thử nhảy xuống thử coi. Ờ đúng rồi ha, tôi thấy là mấy cái bạn. Ông đã làm gì vậy? Uống sữa xuống Yomod đâu? Yomod! Ôi trời ơi. Yomod! Rồi xong rồi Yomod tan biến. Ê, hình như tôi thấy cái nón con cháy mất tiêu rồi Yomod ơi. Ông làm như vậy hả? Ông biết làm vậy là tàn nhẫn lắm không hả? Ê, mọi người ơi, Yomod bị té xuống lava xong mất luôn cái nón luôn, nhìn buồn cười vậy. Ok. Yên tâm, tôi có nhiều nón lắm. Ai, để tôi xem coi có cách nào qua được không ta. Ủa khoan, từ bên này có gì nè. Ui, thuyền. À, hiểu rồi Yomod ơi. Mình lấy thuyền để mình chèo qua bên kia. Đúng rồi, hợp lý. Yomod, ông chèo qua trước đi. Ê, mà nó có bị cháy thuyền mà. Không biết nữa, thử đi biết à. Đây để tôi thử. Thử đi. Thử đi. Rồi, cái thuyền đâu? Thuyền trong đây nè. Cháy. Ủa? Cháy thuyền hết luôn hả? Ủa gì kỳ vậy? Thì lắm ông ơi, không đã thì lắm ông ơi. Trời ơi. Ơi, trời ơi, coi bộ kiểu này là hơi gì không? Sao ông tàn nhảy xuống dưới không vậy? Trời ơi. Không đã thì lắm, nó cháy thuyền luôn rồi. Thôi được rồi, tôi mới giờ nghĩ ra một cái cách này rất là hay. Hãy xem tôi nè Yomod. Để tôi thử nha. Tôi hay coi cái này ở trên gọi là cái gì ta, ở trên mạng á, cái mấy cái anh YouTuber nước ngoài, cái gì anh gì, anh Rim gì đó, cái gì đó tôi không nhớ. Anh Rim. Ừ đúng rồi. Ở tôi thấy ảnh hay dùng mấy cái thuyền để bắt cua bên mấy cái lava đó. Ông coi tôi nè nha. À đây. Coi tôi nè Yomod. Ôi cha 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 cha. Hui. Trời ơi quá là đỉnh luôn Yomod ơi. Thấy tôi bờ gồ chưa Yomod? Trời ơi được rồi Yomod. Trời ơi đỉnh quá vậy. Hãy thể hiện đó. Hãy thể hiện đi Yomod. Được rồi tới lượt tôi nè. Tôi dậy một phát mồm thôi. 3 okay. 2 1 Hay quá Yomod ơi. Đỉnh quá đó. Hãy ôm. Ông thấy cái cách của tôi hay không? Trời ơi trời. Hay đúng hay à. Hay Hay Yomod ơi. Ok được rồi. Bây giờ để xem coi nhà tù tiếp theo là gì đây. Ui Yomod ơi nhìn kìa, ở bên kia có mấy con creeper bằng kim cương kìa Yomod. Oh my god.
có khi nào mấy con này mình lại gần nó là nó sẽ nổ ra kim cương không ta? Đúng rồi, hay. Trời ơi, mấy con này nhìn có vẻ nguy hiểm lắm á nha. Đâu. Bây giờ mới đây, hình như bọn nó là mấy cái bức tượng hay sao đứng im mà. Ôi nó cử động kìa. Nó cử động này. Ok, mấy con này nó đang giả bộ nó làm bức tượng nữa, mình lại gần nó mới quýnh mình vô mod đây. Quýnh nó đi. Nó đấm ăn luôn nè ông ơi. Hãy xem sức mạnh của vô mod đây. Ôi trời ơi, nó khỏe quá. Ê vô mod đi. Ông có thể nào cho tôi xin ít sữa vô mod được không? Chứ tôi sắp hết rồi. Sữa đây nè. Nhanh lên. Ê, con này tránh ra. Nhầm. Nạp năng lượng vô. Tiến lên. Này thì nó đánh lên rồi ơi. Ôi trời ơi bạn ơi, bọn mình khỏe quá, đã tiêu diệt hết được mấy con creeper rồi. Bây giờ tới lượt coi map tiếp theo vậy đây. Ui, vô mod. Đây. Bên này á. Ui vậy? Lại tiếp tục là mấy con gì mặc giáp kim cương á nè, nhìn có vẻ nguy hiểm lắm á nha. Wow. Ok, thôi được. Nguy hiểm cỡ nào thì bọn mình cũng có thể tiêu diệt được hết á. Nhầm. Nạp năng lượng. Uống sữa vô mod chưa? Ok, uống sữa vô mod cho nào. Hey, chuẩn bị chưa vô mod? Chuẩn bị. Tiến lên nào vô mod đi. Vô đây, nhanh lên. Tôi nhìn thấy rằng hình như đây chính là cánh cửa cuối cùng rồi hay sao vô mod đi. Ê mà khoan, ở bên kia tôi thấy có bóng hình của ai kìa vô mod. Của ai ta? Ê mà khoan từ, trước tiên chúng ta cần phải tiêu diệt hết mấy con quái vật này đã. Vô mod đi. Mấy con này nó cầm mấy cái kiếm to gì vô mod nhắm vào mình đánh lại nó không vậy? Chơi được không ơi, chơi được. Ông quên mất tụi mình là siêu anh hùng sao? Chơi đó. Hợp lý. Đánh nó đi. Này yêu quái. Này đi bộ là ai? Yêu quái với chúng tôi. Ta nói cho người biết nha, ta không sợ ngươi đâu, bởi vì ta đã có sữa vô boss ở đây, ta uống vô cái sẽ tăng được sức mạnh. Này quái vật này, con này. Quái vật của chúng tôi này, Cái con này nó mặc ở trên người một cái bộ giáp bằng kim cương cho nên nó khỏe quá vô boss ơi, quýnh nãy giờ nó không chết nè. Trời ơi, nguy hiểm thiệt luôn á. Mày. Này quái vật của chúng tôi nè. Để tôi giúp ông. Phụ tôi với cho nó khỏe quá. Mày giờ mod tính ra ông quýnh tôi luôn, giờ mod tôi bị cháy luôn nè. Ủa vậy? Cây cốc vậy? Được rồi, bây giờ mình đi qua. Ok, mình thoát rồi, giờ mod ơi, qua đây nhanh lên. Ủa khoan. Ủa sao không thấy người ta? Ủa chỗ này chỗ nào đây? Ôi, giờ mod ơi. Ai trước mặt kìa? Hả? Đâu? Cứu tôi ơi. Một cô gái. Ơi bạn. Ủa? Bạn gì đó ơi. Ủa bạn. Bạn là con người hay là quái vật kim cương vậy? Trời ơi, gì mà kỳ công vậy? Tôi là con người nè, tôi là con gái. Trời ơi, hai chàng hãy cứu tôi. Tôi không muốn bị bắt trong này đâu. Cái con yêu quái xấu xa, xấu xí xấu nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft này bắt tôi. Còn dám bắt cha tôi lại cũng nạp kim cương mới gọi là mới đòi tôi ra được. Trời ơi, xong cuối cùng lấy kim cương nó xây nguyên tòa nhà này luôn. Trời, tôi buồn cái hâu. À, thì ra là vậy. Thôi từ nãy giờ cái cô công chúa này nói gì mình không hiểu gì hết trơn, và mình cá chắc rằng mấy bạn fan cũng không hiểu đâu, cho nên mình sẽ giải thích lại cho các bạn hiểu nha. Thì đây chính là một nàng công chúa của thế giới kim cương. Thì nàng công chúa này đã bị một tên ác quỷ hay là gọi là quỷ vương gì đó, một tên boss gì đó bắt cóc. Thế là nàng công chúa này đã bị bắt, và tên ác độc này đã bắt là sao ta? Xong ông đã làm nghiêm túc đồ như boss, ông nhảy như vậy. Thiêu vũ như điệu mambo. Tôi đang gọi là khiến cho cô gái nó vui, tại vì cô gái này đang quá áp lực nên là tôi đang làm trò cười cho quái vui ấy mà. Trời ơi, ông ga lăng đúng lúc xíu với tôi đang kể chuyện mà ông kỳ quá. Thì á bạn ơi, và cái tên gọi là ác quỷ này nè đã bắt gọi là cha của cô công chúa này, chính là đức vua của thế giới kim cương đó. Mình nói gì mình cũng không, từ nãy giờ mình kể gì mình cũng hiểu luôn. Nói chung á là cô này là công chúa rồi bị bắt. Sau đó nói chung là công chúa bị bắt. Rồi công chúa bị bắt. Tôi nghe cô công chúa này kể chuyện này rồi nè. Cứu tôi đi, đừng giải thích nữa. Cứu tôi đi mà, cứu. Rồi, thôi hiểu rồi. Được rồi, đây, để tôi cứu cô. Mở ra. Ê, vô mod ơi, hình như cái cửa này nó bị khóa. Vô mod ơi, mở không có được nè. Giờ sao? Cứu tôi, đừng nhốt tôi, cứu tôi. Rồi, được rồi, trời, cái bà công chúa này. Này, tôi sẽ cứu cô. Đây, để tôi, ê mà. Ôi mà khoan, hình như là cái cửa này nó bị khóa lại đó. Chắc là cái tên quỷ vương đã gọi là dùng chìa khóa khóa cửa này lại rồi. Thôi được rồi công chúa, bây giờ cô hãy chỉ tôi biết tên quỷ vương ở chỗ nào đi. Tôi sẽ đến đó tiêu diệt hắn để lấy chìa khóa giải cứu cho cô. Ok,
Rồi, hãy nói cho tôi biết, nhanh lên. Đây đây, để chị đó tính là. Rồi, ok, để chị là. Ok, hiểu rồi. Ok, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đi thôi, cô đợi tôi nha. Đợi bọn tôi nha. Nhanh lên vô mó thôi, nhanh lên. Hình như tôi thấy được cái tòa nhà của mấy con quỷ vương kìa. Ui, vô mó, nhìn kìa, tôi thấy rồi. Oh my god. Oh my god, một con quỷ một mắt siêu to khổng lồ kìa, vô mó ơi, nhìn kìa. Khoan vô mó. Đây, sao lần nào tôi thấy chỗ nào có quái vật là chỗ đó tôi thấy có banner sữa dâu mốt của ông vậy? Cái này chắc là dâu quái vật nó thích uống sữa của tôi, không hiểu không? À trời ơi, sữa dâu mốt ngon đến nỗi mà quái vật cũng thích uống luôn bạn ơi, hèn gì. À tôi hiểu rồi, nó lấy kim cương của thế giới kim cương á để nó mua sữa dâu mốt cho dâu mốt. Đúng vậy. Thôi nói chung là không nói nhiều, chúng ta cùng nhau tiến lên. Hình như tôi thấy ở chỗ này hình như hơi đông quá vô mốt ơi, mà nó còn cầm cái tôi thấy đông quá vậy ta, tôi tưởng nó còn thằng chứ sao nhiều quá vậy. Sao nhiều quá vậy ta. Thôi kệ, bọn mình là siêu nhân mà, tiến lên. Tôi sẽ quýnh bên trái vô mốt, quýnh ở bên phải vô mốt. Đây tôi đang đánh tôi đó lại nha, trời ơi. Ôi trời, mà nó quýnh đâu quá vô mốt ơi, tôi sắp chết rồi. Đây ông chết ra. Đâu quá. Chạy đi để tôi đánh cho. Mấy con này nó khỏe thiệt luôn bạn ơi, nó cầm cái rìu to thiệt là to, đập vô mặt mình. Ây da, đồ xấu. Trời. Tôi chết queo rồi. Vô mod ơi, mau. Tôi làm được. Đưa tôi mập sữa vô mod, nhanh lên. Ôi, hình như là nó hồi sinh luôn kìa. Đâu. Ôi trời, mấy con này nó hồi sinh được hả? Vậy là bọn mình phải quýnh càng nhanh càng tốt vô mod ơi, chứ quýnh chậm như vậy là không được đâu. Ok, bây giờ thế này đi, vô mod đánh bên phải, tôi đánh bên trái. Ok không? Được, chuẩn bị nha. Tiến lên. Quái vật kim cương á. Mấy con này bọn nó được làm bằng kim cương hết luôn, vô mod ơi. Quái vật này. Quái vật của chúng tôi. Uống sữa vô mod để hồi máu ra. Rồi, quay. Quái vật kim cương chúng tôi nè. Hay à, này thì quái vật kim cương nè, còn có mấy con vô mod này lớn lên. Rồi, ok, đi chết rồi. Nhanh lên, còn hai con vô mod này, cứu tôi. Cái gì vậy? Ủa, còn à? Ủa, đâu vậy? Rồi. Ôi trời ơi, uống sữa vô mod thôi, tôi bị cháy rồi. No, may quá có sữa vô mod uống hồi máu. Một cảm giác được vô mod. Rồi, ok, tiêu diệt hết bọn nó. Ôi trời ơi, mệt thật sự luôn cái bạn ơi. Cái con chùm cuối rồi, Phong ơi, còn con chùm cuối nè. Cái con chùm cuối kia. Ngươi dám bắt công chúa của thế giới kim cương hả? Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chạy. Ôi trời ơi. Nó to lắm, chúa ta cẩn thận nha, Mốt. Nó to quá trời to luôn mày. Mày đúng rồi, vô Mốt, đóng băng lại vô Mốt. Đóng băng lại. Đóng băng lại, woo. Này, quá vậy, đúng rồi, hay quá vô Mốt ơi. Đóng băng lại vô Mốt ơi, được. Trời ơi, tôi hết máu rồi, tôi uống sữa vô Mốt. Đóng băng lại luôn nè. Ôi, con này coi bộ máu nó hơi bị trâu luôn nha, vô Mốt nha. Hai đứa mình phải hợp sức. Yeah, nó chết rồi, nó chết rồi. Ôi, mình giết được nó rồi nè. Hay. Ôi trời ơi bạn ơi, tưởng gì con quái vật này nhìn nó to con vậy thôi chứ nó yếu xìu à. Ở vô mod, nó có làm rơi ra cái chìa khóa nào không vô mod? Đây ông ơi, hình như là nó rơi cái chìa khóa này nè. Cái gì? Cái chìa khóa gì đâu mà nó y hệt cái cây búa vậy trời, cái gì vậy? Nó to quá trời to luôn bạn. Nó to quá trời to rồi cái chìa khóa này mà đập vô đầu ông cũng rất xỉu nữa vô mod. Trời. Ok thôi không sao. Có chìa khóa được rồi. Mau quay trở lại cái nhà tù kim cương để giải cứu nàng công chúa kim cương thôi vô mod ơi, nhanh lên. Đi đâu, let's go. Đi thôi, let's go. Công chúa ơi, bọn tôi tới rồi nè. Đây, kiếm được cái chìa khóa nè. Trời ơi, cái chìa khóa nó còn bự hơn cái đầu tôi nữa mọi người ơi. Trời ơi, chính xác chìa khóa đó là cái hình nó đúng rồi đó. Trời được rồi, ơi, được rồi. Để tôi. Hey. Rồi đó, tôi mở được rồi nè. Tôi ra đây, trời cảm ơn anh nha. Woo, thích quá trời luôn đây. Ở sao mà cái bà công chúa này bả có vấn đề gì thần kinh không? Đi, trời ơi. Đi ra đây bà nội, nhanh lên cửa đóng lại nữa giờ. Trời. Ủa? Cảm ơn. Được rồi, bây giờ là công chúa đã được an toàn đó. Bây giờ hãy mau đi chạy về thế giới kim cương của cô đi, nhanh lên. Tạm biệt công chúa nha. Ủa? Quên, trời ơi trời, quên. Người ta cứu mình là người ta, mình phải tặng quà cho người ta mà gọi là lịch sự đúng không? Quên thử quà. Ủa, có quà hả? Ui, có quà. Đâu, quà đâu công chúa? Nhìn tôi công chúa là nhìn là biết là có quà gì đúng không? Đây tặng cho hai anh nè. Đó, ok. Ủa?
Rồi, thôi, tôi đi đây, bye bye, cảm ơn hai anh nha. Rồi, ok, tạm biệt công chúa nha. Tạm biệt. Ủa, quà gì vậy ta, đâu xem coi. Trời, oh my god. Cái gì vậy? Kim cương cho boss ơi. Oh my god. Rồi, chúng ta vào rồi. Trời ơi, vui quá. Yeah, ok bạn ơi, vậy là trong ngày hôm nay mình đã cùng với Omos, bọn mình đã cùng nhau tiêu diệt được con quái vật kim cương và giải cứu được công chúa của thế giới kim cương. Bọn mình đã có được rất là nhiều kim cương cho công chúa tặng luôn. Kiểu này là bọn mình có thể mua được thật là nhiều sữa Omos để uống luôn. Yeah. Ok bạn ơi, à mà khoan đã bạn ạ. Trước khi kết thúc video thì mình có một câu hỏi muốn hỏi mấy bạn nè. Mấy bạn hãy nhớ trả lời câu hỏi này của Phong ở bên dưới phần bình luận nha. Bạn nào trả lời hay thì Phong sẽ gọi là thả tim cho bạn đó nha các bạn. Đó, câu hỏi đó chính là mấy bạn muốn tập sau mình và Dâu Mốt, hai đứa mình sẽ cùng nhau phiêu lưu ở đâu nữa? Mấy bạn muốn bọn mình phiêu lưu ở dưới nước hay là ở trên núi thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt. Tạm biệt. Woo. Hello team, hello team.